những cái câu mà dùng đi dùng lại nhiều lần thì chúng ta sẽ nhóm các bạn và đặt tên cho nó dễ, đúng không? Sau này chỉ cần gọi cái tên lên phát là những cái dòng cốt nằm ở trong cái đoạn định, chúng ta định nghĩa và đặt tên đấy là nó lại chạy lại từ đầu, tùy thuộc và logic của nó xử lý như nào, tùy thuộc vào những cái tham số mình truyền vào trong, được chưa? Thì đấy gọi là khái niệm về hàm. Thì hàm cú pháp là gì? Function, tên hàm, đóng mở ngoặc, tròn, trong này sẽ chứa tham số, chứa có thể chứa rất là nhiều tham số, mỗi tham số cách nhau bằng một dấu phẩy, sau đó là đóng mở ngoặc nhỏ và bê cái đoạn code mà sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần vào trong các đoạn ngoặc kia. Đây là cú pháp định nghĩa hàm. Ví dụ chúng ta có một cái hàm gọi là hàm tính tổng đi, đúng không? Thì giờ viết như này, tôi có bài toán đưa ra là tôi có nhập ba cái from, nhập ba số từ bàn phím vào, đúng nhá, nhập ba số từ bàn phím from, sau đó yêu cầu là tính tổng của ba cái from đấy. Thì giờ chúng ta sẽ có hàm như nào đấy nhá. Bây giờ viết vào đây, tạo một cái file mới tên là function.html. Có nhìn thấy gì không? Rõ. Rồi, chúng ta code HTML này. Trong này vẫn viết code script. Chúng ta định nghĩa ra một cái hàm trước. Chúng ta có function. Tên hàm chúng ta là tính tổng. Tính tổng của chúng ta, hàm này sẽ nhận là ba tham số, đúng không? Chúng ta có biến A, biến B và biến C. Yeah. Hàm này rất đơn giản, console.log ra ngoài hiển thị cái A cộng B cộng C. Như này thôi. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ có là va, ví dụ va A bằng 5 đi, B bằng 6, C bằng 7. Như này. Sau đó gọi hàm để chúng ta có tính tổng truyền vào là A.B.C. Có vậy thôi. Làm gì ấy chí? Ra chưa? Không chưa? Rồi, ra test. Đây, 6 cộng 7 cộng 5 cộng 6 cộng 7 là 18 đúng không? Đấy, hàm nó chỉ có vậy thôi. Tuy nhiên, lưu ý, hàm chúng ta không chỉ có một cách dùng như này. Hàm chúng ta còn có thể là return một giá trị nữa. Chúng ta phân chia ra làm hai loại hàm, một loại hàm là có return, một loại hàm là không return. Ví dụ như loại hàm vừa rồi chúng ta vừa định nghĩa ra nó là loại hàm không return, thì loại hàm này thường thường nó thực thi một cái lệnh nào đấy và áp dụng ngay, không cần phải trả về dữ liệu, đúng không? Ví dụ như chúng ta sẽ tiến hành là không console log nữa mà chúng ta thực hiện là cái từ khóa là return, trả về. Đây là return, là trả về, đúng không? Trả về cái giá trị bằng cái biểu thức mà chúng ta biến, bằng kết quả của cái biểu thức chúng ta biến đổi. Thì chúng ta sẽ, khi mà cái hàm có return như này, chúng ta phải có một cái biến nào đấy để hứng giá trị, đúng không? Thì chúng ta sẽ có như sau. Và total tổng đi, và tổng đi bằng cái hàm tính tổng này. Sau đó chúng ta tiến hành console.log ra cái biến tổng ở đây. Đây là hàm có trả về giá trị.
Chết chắc. Rồi bật lên khoảng 24-25 độ. Thật đấy. Không ngồi chỉ có chết rét thôi. Em cho lên 27. 24-25. Xong chưa? Rồi chạy đi. Ra ngoài là refresh thôi. Vẫn bằng 18 đúng không? Kết quả vẫn như nhau. Bây giờ tiếp theo này. Viết cho tôi một cái hàm bài toán này, bài tập 1. Viết hàm phân biệt số chẵn và số lẻ. Nếu kiểm tra là số lẻ thì return true. Nếu là số chẵn thì return false. Nếu không phải là số thì return không, là return trừ 1. Làm luôn. Nhanh lên. Mỗi bài tôi cho chúng ta chỉ có 5 phút để làm. Xong chưa?
lẻ thì là chung. Ừ. Dẫn vô. Ừ. Không phải là số thì là trừ 1. Cái việc gì mới anh thấy? Hả? Không phải là số thì là trừ 1. Ừ. Xong nha. Dùng không nha? Ồ, làm gì mà khó thế? Chắc thế. Bài này tôi chỉ cần dùng 1 ít, 2 ít là xong. 1 ít đầu tiên ấy. Tôi chỉ dùng 2 ít là xong. Mà L. Tôi đã bảo tôi chỉ dùng 2 ít là xong. Nó mà kệ. Ít đầu tiên là gì? Ít đầu tiên kiểm tra nó không phải là số return thẳng luôn, đúng không? Ít thứ hai kiểm tra, bởi vì vượt qua cái thứ nhất thì nó không return thì nó sẽ chạy tiếp, đúng không? Đấy, thì ít thứ hai kiểm tra nó là số lẻ thì return true luôn. Sau đó nếu mà vượt qua nó thì đấy chắc chắn là số trắng rồi, return false xong luôn, hết phim. Loại bỏ đúng không? Loại bỏ trường hợp nào mà không đúng thì mình bỏ đi thôi, return sớm, đỡ phải code, đỡ phải check nữa, đúng không? Đúng không? Nghĩ thử nhé. Đây là cách dùng, cách xử lý hàm đấy nhá. Tôi gõ thử nhá. Đây dẫn đáp án này, function này. Check chẵn lẻ. Chúng ta có nhận vào một cái số đúng không? Number. Đúng chưa? Nhận vào cái number này. Chúng ta kiểm tra if is none của cái number. Nếu mà cái này trả về true thì sao? Tức là nó không phải là số rồi đúng không? Ừ, thì mình return thẳng luôn là bằng trừ 1. Đúng chưa? Pass qua thằng này tức là nó phải là số rồi mới pass được qua đúng không? Rồi, bây giờ sao? Pass qua rồi thì mình kiểm tra if tiếp. Number phần trăm cho 2 bằng 1 thì return true. Pass qua nốt thằng này chỉ còn mỗi trường hợp thôi. Là số lẻ, là số chẵn rồi. Vậy thì sao? Return L gì? False thẳng luôn. Không còn trường hợp nữa đúng không? Đúng chưa? Không còn trường hợp nữa thì thôi chứ còn gì nữa. Chính xác không? Return này nó trả về. Return là trả về, nó không chạy những dòng sau nữa. Giờ kiểm tra. Ừ, kiểm tra thử nhá. Console log của 109. Được chưa? Tôi tạm thời console log cái tổng này vào nhé. Comment cái console log của tổng này vào nhé. Bây giờ tôi console log của 109 này. Console log của check chẵn lẻ 109 chu này. Đúng là chẵn không? Chu là chẵn không? Đúng yêu cầu gì nữa. Rồi, bây giờ 110 này. Phone này. Đúng nhá. Phone là số lẻ đúng không? À, số chẵn đúng không? String là trâu, bò. Như thế. Trừ 1 này. Thỏa mãn chưa? Rồi chỉ cần hai câu if là xong mà. Chúng ta phải loại bỏ, biết loại bỏ. Cắt trường hợp phone đi trước. Qua được cái phone đấy thì là nó sẽ là true rồi. Số trâu trừ bò, trừ 1 anh tưởng nó chỉ chạy một thôi. Đó, đây nó chạy đến trừ 1 rồi nó dừng lại. Return trừ 1 phát là dừng lại luôn, nó không chạy đoạn này nữa. Return là không chạy nữa. Trả về luôn. Được chưa? Rồi.
Bây giờ tiếp tục này. Viết cho tôi một hàm nữa, bài 2. Bài này rất là quen thuộc. Nhưng vẫn phải đem ra luyện. Bài 2. Thế tóm lại có đứa nào đúng không? Cứ ra đúng kết quả thôi, còn không cần phải tối ưu như tôi làm gì cả. Hả? Ờ, rồi. Bài 2 này. Tạo hàm check tam giác nhận 3 tham số, kiểm tra điều kiện nếu 3 tham số, 3 giá trị tham số có thể hình thành tam giác thì thông báo thông báo là 3 độ dài 3 độ dài 3 độ dài 3 cạnh có thể hình thành tam giác. Còn nếu không thì thông báo không đủ điều kiện để hình thành tam giác. Đó, đây là bài số 2. Xong chưa? Dạ. Xong chưa? Cái này gì lâu thế? Cái này mình check rất nhiều rồi nha. Điều kiện là hai cạnh cộng hơn cạnh còn lại đúng không? Ừ. Nếu nó không là số có cộng được không? À chị. Dạ. Nếu nó không phải là số có cộng được không?
nó có hình chuỗi. Ừ. Có tính năng lớn hơn nhỏ hơn nào? Em thích điều khiển số. Làm sao để check một trong ba thằng không phải là số nhanh nhất? Ý nó là bờ. Cho từng thằng. Sai. Không, nhưng mà điều kiện thì làm sao mà trong cho ra ngoài. Trong cái in nữa giờ không phải không phải. Không. Dễ cực kỳ. Cộng ba thằng vào với nhau. Xong check is nan của tổng cái đấy luôn. Đúng không? Nếu nó không phải là số, nó là chuỗi, nó cộng chuỗi đúng không? Cộng chuỗi, kể cả chữ cộng chuỗi vào thì nó vẫn là chuỗi. Thì is nan nó sẽ trả về true. Đúng không? Thì đây là cái phép, cái cách mình tính tổng à, tính kiểm tra một trong ba số này có phải là chuỗi à, có phải là số hay không nhanh nhất. Nghĩ thử con. Sao bên em lại như này? Viết này có đúng không? Về kiếm cái number này đâu ra? Ghi như này à? Không phải, cái bên number này cũng ở đâu ra? Đã cho em ghi trên. Đào đâu ra? Nó là cái tham số này. Đây, number ở đây. Sao? À. Anh không hiểu cái niệm tham số rồi. Phần 3 tham số. Rốt nát này. Ở đây mình đang dùng x nha. Tại sao mình không bên x xuống đây và đi x xuống đây có phải là nhanh hơn không? Cái nút chuột vào một cái là tự động nó bôi đen cả từ mà. Đấy. Trừ 1. Đúng rồi. Lại trừ 1 này. Ừ. Làm lại nha. 1 này. Trừ 1. Đúng rồi. Bởi vì khi mà ban đầu nhập vào thì kiểu dữ liệu nó là chữ. Đúng không? Kiểu dữ liệu nó là chữ. Bây giờ mình phải ép kiểu ra. Nếu muốn dùng cái đấy mình ép kiểu ra. Ông chưa học ép kiểu thì cứ cho x vào một cái số nào đấy đi. Cho x bằng 5 đi. Pass in. Ừ, thế có chạy không? Thế là chứng tỏ là code ông sai rồi. Đây này. Is nan là kiểm tra là gì? Là số. Không phải là số. Không phải là số, nhưng mà cái này, cái chấm than cả này nó không để cái kia. Đúng chưa? Bây giờ mình lại để lại cái prompt đi, sao mà đúng không? Để lại cái prompt nào, thay cho cái số 5 này. Bỏ cái kia đi. Đúng rồi. Đấy. Code này. Rồi, hiểu rồi. Làm bài 2 đi thằng của nào kia. À, vâng, em bị dắt như này. Ừ, em có thử. Tắt thì phải hỏi luôn chứ. Có lẽ để đến bây giờ. Để người ta còn giải thích cho. Chuyển nó 3 tháng xuống cộng tầng. Từ sau không được thế luôn nhá. Check điều kiện. Đang bị tắc ở đâu phải hỏi luôn ngay lập tức để người khác còn giải thích cho. Chứ để cứ để càng để lâu là càng mất thời gian mà mình không học được cái mơ. Tắc. Cái đô la nóng ở ngoài cái dùng với cái dạng swing như nào? Swing trên tab mà. Làm gì vậy? Cộng cái gì ở đây?
Xong chưa? Trên tam giác nhập 3 số, nhận 3 tham số cơ mà. Kiểm tra xem cả ba thằng đấy có thằng nào là chữ không. Nếu nó là chữ thì không nhận chứ sao nữa. Nào. Này. Em cộng nó lại luôn. Này. Yêu cầu đầu tiên của cái hàm này là 1. Và kiểm tra xem có cái tham số nào không phải là số 0. Đúng không? Làm gì vào đây? Kiểm tra xem ba cái tham số nhập vào, nếu mà có tham số nào là chữ thì dẹp luôn đúng không? Đúng chưa? Rồi xong, một cái, hai. Nếu pass qua cây này rồi, pass qua trường hợp này rồi thì kiểm tra cái tổng hai cạnh phải lớn hơn cạnh còn lại thì nó sẽ là tam giác, nếu không thì là không phải tam giác, đúng chưa? Phải lớn hơn không? Ông kể là ông nhân cộng số âm cũng vậy. Trường hợp nào mà hai tổng hai số cộng vào lớn hơn một cạnh còn lại mà là số âm vậy? Thì có cạnh nào là số âm? Ông cứ thử nhá, cả số âm mà xem có được không? Ta ra thật là nếu cạnh nào là số âm. Thế cho nên là ông có cộng, ông có nhập số âm vào thì nó cũng không thể nào mà hình thành được, thỏa mãn được cái tổng hai cạnh lớn cạnh còn lại được. Kể cả ông nhập 3 số cũng vậy. Thử mà coi. Tổng hai cạnh phải lớn hơn cạnh còn lại. Đúng. Thì là tam giác. Bất kỳ cạnh nào. Sử dụng điều kiện ít. Thằng kia lại đào đâu cái chữ ít nhé. Em à? Không. Quên nhà. Chết tam giác. Thầy cũng vậy. Thằng Giang đi ra góc kia ngồi nghe. Không phải cho thầy, nó ngồi, nó phụ thuộc vào nhịp bản. Đi ra góc kia. Đấy, cho nó ngồi một mình thì nó mới nghĩ được. Tham số nhận vào trong cái phạm vi của cái hàm này được cách sử dụng ba cái biến này. Cho nên nhất cả ba cái này vào điều kiện này. Thử xét. Chứ thế thì ba lần đúng không? À. Đúng rồi. Kiểm tra từng cái một đấy là dễ nhất. Và. Hoặc. À. Nhìn gì? Kệ nó làm kệ nó. Nét đi vào công. Cộng cũng là một cách, hoặc là nó dùng hoặc cũng được, sao? Vâng. Sao? Hoặc biết đi nào. Đúng rồi. Ủa nhưng sao nó... thì em làm gì vậy? Em không biết là làm gì, em cân trôn. Xít. Nhìn ra ngoài đúng không? Tôi còn dư một cái dấu kia. Rồi, cách ra. Đấy. Xong rồi y tiếp á. Đúng rồi. Đúng rồi. Ông dịch cho tôi câu này ra đã sẽ làm cái gì? Tất cả. Dịch cái đoạn ít ra. Nếu ừ. A ừ. Mà là không phải là số ừ. Hoặc ừ. B
không phải là số hoặc c không phải là số thì chu chu là thì vào trong này ý bạn là vào cái block đấy là chu là vào block này là chu rồi nhưng không phải là số thì sao phần trăm ấy thì có điều kiện L ngoài đấy để ý cái cho nó làm thế thì sao em ấy luôn cái chấm hạn này chuyển đổi giá trị để ý mày mày cứ làm đi đang dịch đúng rồi cứ làm đi thì sao thì thực hiện tiếp là gì kiểm tra tổng hai cạnh ít tiếp ít à vào trong luôn đúng không à à chậm đi làm nếu không phải là số không phải là số thì đây đang kiểm tra chúng có không phải là số này vâng, không phải là số làm sao mà cộng được không phải là số nghĩ đi nghĩ đã đây trong trường hợp nhá mình cần để cộng được thì mình phải cần là ba thằng này phải là số đúng không vâng đúng chưa vâng đây là kiểm tra một trong ba thằng không phải là số thì sao một trong ba thằng không phải là số ừ thì nó độ dài của báo cạnh đúng không thì báo phôn luôn còn gì nữa thì ba thằng nhá độ dài để hình thành được tam giác thì một thì cả ba cạnh đều phải là độ dài đúng không phải là số cả đúng không vâng ừ nhưng mà đây có phải là rơi vào trường hợp là một trong ba thằng này có khả năng không phải là số đúng không? Vâng, đây thì không phải là số thì nó vào đây. Ừ. Thế giờ xử lý sao? Tức là vi phạm cái tiêu chí đúng rồi. Thì phải cho nó sang sai để làm đúng không? Thì phải cho nó này. Mày return thẳng cái phone ở đây luôn đi. Rồi, chấm vậy. Mình cứ hiểu là cái hàm này return ra phone thì không phải là tam giác. À, phone xong mình xét cái đúng chưa? Xong, bỏ vào câu if này. Bỏ xuống, enter xuống dòng. Thì bây giờ có phải là pass nếu mà nó không return. Nếu nó không return thì là cả ba thằng này phải là số cả đúng không? Vâng. Đúng chưa? Rồi thì bây giờ mình tính đến cái điều kiện thứ hai nữa đi. Đây là pass được điều kiện thứ nhất rồi. Nó lại cứ ngược lên phải. Phải nghĩ được hết. Nếu tôi hiểu nhá, nếu trường hợp này như thế này, tiếp đi, rồi đến điều kiện tổng, cũng được đúng không? Nghe được không? Thế cũng được. Có rất là nhiều cách làm chứ không phải một cách làm. Thử nhé. Anh bây giờ để kết cái này. Thầy, kiểu này nhập vào có được không ạ? Gì? Kiểu nhập in. Không. Nó chỉ nhận ra được một giá trị thôi đúng không? Đúng không? Đi không được là không? Chắc phải đi ra được cho không thể mua. Đúng. Bây giờ? Bây giờ nhá, ông làm sao để cho cái này nó hiện lên? Có vẻ đâu. Thì check là... Thì bây giờ ông phải... check ra ấy ở đây. Từ từ kệ nó, cứ kệ mẹ chỗ đấy. Có hiểu không? 2, 3, 4 thì cứ làm sao để bây giờ tôi check thì có ra cái dòng trung phổ rồi gọi là có thể tôi đang giải quyết một mày 4 cộng 3 tính là bây giờ 3 lớn hơn 2 báo sai đâu 2 cộng 3 lớn hơn 4 4 3 4 báo sai đâu thì cứ phải thấy đó ha đúng không 1 cộng 3 bằng 4 không chỉ thế tôi biết thế tôi có hiểu bản chất hơn rồi ra mày đi làm rồi mà mày vẫn làm như thế này người ta chửi nó sắp mặt là đúng rồi đề bài yêu cầu như nào kể ta thôi đề bài yêu cầu như thế nào sợ không nhập yêu cầu đúng theo yêu cầu của đề bài tôi cũng vẫn không vẽ rồi đâu là ông đọc kỹ đề bài ra output nếu đúng thì như thế nào thì đang thế nếu ông cũng sai thì sao? Không có gì hết. Đâu ông cũng chỗ nào? Tại năm rồi. Nhiều hơn chứ. Không có gì hết đấy. Đi đây, đi đây.
Rồi. Thì xe nó có chạy không các bạn? À. Nào nào. Nó là như thế này. Cái thằng này ông đi tập phổ của chúng rồi. Dạ. Bỏ đi cái ý đi. Thứ nhất là cái. Cái ý này nó chỉ xét điều kiện bên trong. Các bạn xem gì? Đúng không? Các bạn thấy cái gì hả? Đúng rồi. Đây. Cái thứ hai là không phải hôm xuống lớp ra thì ông mới nhìn được cái giá trị ở bên trong đúng không? Đấy, đúng rồi. Các bạn thấy cái gì? Nó phép đấy là phép gì hoặc đúng không, giống như châu em viết viết ra viết ra viết ra một ba cái số một ba nhìn được giá trị bên trong cái mình có gọi là rồi em tính cho con đây gọi mình gọi điều kiện thứ nhất a cộng b vừa hơn c không có thể gọi là đây là a đây là b đây là c tao làm đông kiểu gì cũng ra khô a cộng b vừa hơn c bằng mà lớn hơn c mà có a cộng b có lớn hơn c cả số tức là cái biểu này của đúng không? Cả số nó vẫn ra khô đúng không? Đây nha, đây em viết lên trên đầu mà đây là số a, đây là số b, đây là c, biểu lớp thứ nhất là a cộng b phải lớn hơn c thì nó mới đúng. Ừ. Bây giờ có đúng không? Không nhưng không mà còn b có một trường hợp rồi ok xong một cái biểu thức thứ hai a cộng c lớn hơn b đúng không? Có đúng không? Em viết là một là chu chu đi, à phôn 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 rồi, cái đầu tiên này là phôn nhá, được chưa? Đúng không? Cái thứ hai này là chu nhá, cái thứ ba này là gì? Chu luôn đúng không? Rồi, ở đây là phép gì? Bây giờ nhá, để một cái số của nó hoặc thì sao? Hai này thì chỉ cần một trong ba cái kết quả này chu thì là chu luôn, có hợp lý không? Có hả? Ăn được bây giờ này không thiếu điều kiện trong cái block này một trong ba không đóng điều kiện nghĩa là làm cho nó ra một trong ba cái điều kiện đây một điều kiện tiếp theo một trong ba cái là em đang viết là một trong ba cái đủ điều kiện thì là nó thành tam giác đúng không, cả ba cái đủ thật kia ngồi im đúng không? Đúng không, nhưng mà ở đây cái điều kiện để ba độ dài thành tam giác trong cái ba điều kiện cái điều cả đúng ấy ba cái điều kiện này phải bằng chu như này à thì nó mới hình thành tam giác. Được chưa? Bây giờ em sai ở đâu? Chưa. Đó. Cả ba yêu cầu là tất cả phải trở thành chu thì mình mới là hình thành tam giác được. Nghĩ xem A, B, A, C, A, C, B A, C, B B, C, A. Làm nào nghĩ và thôi mà các và là gì biết như nào hai cái bài hai cái dấu quả hai cạnh như dân trên bằng kính dấu quả đâu à đúng rồi bảy anh kìa à. Anh Nam anh tìm đúng rồi đúng rồi đúng nhở. Bây giờ dịch lại đi. A cộng B lớn hơn C. Nếu mà đúng. Và A cộng C lớn hơn B. Và B cộng C phải lớn hơn A. Thì nó là tam giác. Đúng không? Không có cái gì. Thì mình kỹ đi. Các này nó rất là cái đoạn if này nó rất là quan trọng. Được chưa? Rồi. Được không? Em thấy bạn này bạn để y ra từ kiểu phải thế mà nó vẫn ra phô ạ. Ra phô ra kết quả, nó vẫn chạy kết quả. Thế ạ? Thầy cha xem em thôi chưa chuyển nhiều tham số bao giờ. Phải gì? Nào Nam, em nhập A là 1 này. 1 này giá trị đâu em nằm lại quy một quy ô cái gì tốt càng tốt càng nhanh đỡ hơn không bỏ cái cô này đi thế này là ông mặc định cô rồi nếu mà không xảy ra hai điều kiện thì còn lại mặc định là cô nhưng mà nó chẳng có điều kiện nào hơn không nhưng mà cái trò này thì chắc cũng đỡ đâu ông làm như nào được xem
Rồi, chữa này. Xong chưa hả Tùng? Ê, em nói thử. Và ai? Và ai? Và ai cái gì? Không. Với nhau mà. Ồ, lạnh quá, tay chân nữa. Tắt điều hòa đi. Tắt điều hòa đi. Châu nó bảo là nóng. Kệ nó. Nóng gì? Nóng gì? Điều khiển thì mà giảm độ thôi. Đưa lên 27 thì lại. Tắt điều hòa đi. Xong chưa? Rồi đấy ạ. Kết quả nhá. Châu sang dẹp loạn đi Châu. Nhức đầu quá. Function check tam giác ba tham số là số A, số B, số C đúng không? Rồi. Bây giờ trước hết mình phải kiểm tra dữ liệu đầu vào xem nó có thỏa mãn không đã, đúng không? Mình kiểm tra xem ba số này nó phải đều là số đã, đúng không? Ba cái tham số này đều phải là số đã rồi mới chấp nhận, đúng không? Thì mình có hai cách check. Cách thứ nhất như kiểu tôi nói ban đầu ấy, thì là tôi sẽ sử dụng cái hàm if is none của cái số A cộng với số B cộng với số C như thế này. Thì bởi vì sao? Nếu chúng ta nhập chữ A vào chẳng hạn, chúng ta nhập ba tham số là A 11 đúng không? Thì khi cộng vào nó sẽ thành cái gì? Thành chuỗi A 11 đúng không? Nó không phải là số. Cho nên là cái này nó sẽ trả về chủ. Đúng chưa? Thì nó không phải là số mà. Xong chưa? Rồi. Thế nếu mà trong trường hợp mà tôi nhập 111 thì sao? Thì nó sẽ là bằng bao nhiêu? Bằng 3. Bằng 3. Đúng không? Bằng 3 thì nó sẽ là phone, thì nó sẽ là số cả. Xong chưa? Rồi, ở đây tôi sẽ là return luôn. Phone. Tôi sẽ quy định cái hàm này khi mà nếu mà output ra ngoài ấy, cái hàm này nếu hình thành tam giác thì sẽ trả về true, còn nếu không hình thành tam giác trả về phone. Nó chỉ có hai trường hợp thôi. Được chưa? Thế nó nếu mà rơi vào trường hợp không phải là số rồi thì tôi trả về phone luôn và tôi bỏ qua luôn. Được chưa? Tiếp theo là if số A cộng số B lớn hơn số C và số A cộng số B số C lớn hơn số B và số B cộng số C lớn hơn số A thì thỏa mãn điều kiện của tôi đúng không? Là một vòng á, tổng ba cạnh tổng hai cạnh sẽ phải lớn hơn một cạnh còn lại. Được chưa? Em nghĩ là dùng hoặc là được. Này có khác gì? Cái này nó lại check cả ba. Ồ. Em cũng nghĩ thế. Bởi vì cái này nó nhiều điều kiện, cái kia chỉ có một cái điều kiện để mình check thôi, chỉ cần hai cái nhỏ hơn một cái là. Ừ, cũng được. Nhưng mà ông lại phải check là lớn hơn hoặc bằng. Nhỏ hơn hoặc bằng. Nhỏ hơn hoặc bằng. Tôi không thích thế. Đúng không? Rồi. Nếu mà thỏa mãn điều kiện này, return true. Còn không thỏa mãn thì ở cuối cùng return false. Không phải if gì nữa đúng không? Không phải else if gì nữa đúng không? Bây giờ có gì? Và msg message thông báo bằng check tam giác của cái gì 0 1 1 đúng không, bằng chu thì thông báo là độ dài ba cạnh không hình thành tam giác nó sẽ bằng cái string này đúng không, nếu không thì không đủ điều kiện hình thành tam giác là cái string này, và tiến hành cuối cùng là console log ra cái msg
đúng không? Đây là đẳng thức, à, biểu thức ba ngôi. Viết cho nó nhanh. Đây để tôi enter lên trên. Thử xem 321 làm sao mà làm tam giác được. Tại vì 1 cộng 2 bằng 3 mà. Xong chưa? Xong chưa? Không, đi đi. Có ai không hiểu gì không? Đúng chưa? Có ai được confirm lại gì không? Em hiểu nhưng em phải xem lại video. Đúng rồi. Luyện tập tiếp không? Có. Rồi nha. Bây giờ này. Cho một cái mảng bài toán như sau này. Cho một cái mảng chứa chữ. Cho một mảng để bài 3 nhé. Xong. Gì mà xong? À, không, em đây cái kia là thành công. Chứa các phần tử là chữ. Chữ cái. Mỗi phần tử chỉ chứa một chữ cái thôi nhá. Được chưa? Kiểm tra xem. Cái này bài này khó nhé. Bài này khó nhé. Kiểm tra xem. Xong bài này đi về. Kiểm tra xem chuỗi xuôi có giống với chuỗi ngược không. Bài này rất khó. Ví dụ và chuỗi 1 bằng các phần tử là S phẩy E phẩy E phẩy N C E. Được chưa? Chuỗi xuôi là gì? Chuỗi xuôi viết ra là gì? S-E-E-N đúng không? S-E-E-S chứ quên. Xin lỗi. C. Đúng chưa? Và chuỗi ngược là gì? Đảo ngược lại từ phần tử cuối cùng viết ra. Cũng vẫn thế đúng không? Đúng chưa? Rồi. Bây giờ kiểm tra đi. Xem như thế nào. Nghĩ thử ra. Tôi gợi ý một hàm kiểm tra giá trị hàm để tìm hàm, chúng ta có một hàm để đảo ngược giá trị chuỗi, đảo ngược các phần tử trong chuỗi
đó là hàm hàm array revert. Ví dụ như sau, tôi có va x bằng 1.2.3.4.5 chưa, tôi sẽ có y bằng và y bằng array revert x, để tôi console log x và console log y. Được chưa? Tôi comment dòng trên này vào nhá. Chạy thử bên trên nhá. Hình không đủ điều kiện hình thành tam giác này. Hình như tôi viết sai chữ revert. JavaScript array revert. x.revert. Chẳng biết có đúng không? Đây các bạn nhìn đây. Oh shit. Đây. X trước. Và đây là y. Thế mình đổ nó lại và mình xét hai cái đấy nó bằng nhau không? Cái gì? Cái này x revert này nó đảo luôn giá trị nhá. Cho nên là chúng ta đừng có nghịch ngu mà viết như này. Đây này, các bạn khi mà làm ấy, khi mà làm mình lưu ý này. Khi mà làm ban đầu các bạn có x nhá. Đúng chưa? Thì các bạn gắn x cho y. Y bằng x luôn. Được chưa? Sau đó mình mới tiến hành x.revert. Bây giờ chúng ta console log y và console log x thì nó sẽ là đảo của nhau. Ủa, tôi chết mẹ. Ở đây dùng tham chỉ rồi. Nó càng thế thì nó vào x luôn rồi. Không, từ, bình tĩnh. Thì x revert thì nó gán giá trị vào x luôn rồi. Là nó đúng rồi. Đảo ngược luôn rồi. Nhưng mà thằng y là thằng tham chỉ. Bây giờ thì gán y bằng x.revert xem. Không được. Hai thằng cùng đảo ngược luôn à? Ừ. Đây là hai thằng cùng đảo ngược luôn. Thầy để y chấm revert là đúng. À ừ, y chấm revert. Vẫn thế. Bởi vì x bằng y mà. Các bạn chờ tí nhá. Bởi vì ở đây các bạn đang chưa hiểu phần này, nhưng mà để check lại đã. Hai, bởi trong JavaScript nó đưa hết về tham chỉ. Cho nên là không làm kiểu này được. À mà chẳng cần làm kiểu này cũng được. Lâu anh trước. Hả? Lâu anh trước rồi. Lâu anh trước xong rồi mày. Không phải, quan trọng là khi các bạn check. Khi các bạn check thì thằng x đã revert rồi đúng không? Thì nó sẽ sai. Phần này dùng bằng JavaScript hơi khoai. Thôi rồi, bỏ qua bài này nhé. Bài này để tôi nghĩ thêm đã. Bài này tự tưởng là để xem còn bài gì nữa không nhỉ. Bài toán về xử lý cơ bản như này mà không có những cái hàm có sẵn thì khoai á. Những hàm built-in. Sao nào. Rồi ok, chúng ta sang phần khác nhé. Để chúng ta để học đến cái này tóm lại, nếu mà làm không đúng revert nữa thì mình đảo ngược bằng lấy độ dài của mạng, xong là đảo từ dùng lốp ấy
Tôi nghĩ rồi. Dùng sen nếu mà làm thì sẽ phải dùng hai vòng pho. Rồi thôi, bỏ qua đi. Làm xong. Chúng ta sẽ được luyện cái phần này nhiều hơn, tí nữa chúng ta được luyện nhiều hơn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần kiến thức mới. Đó là học về các cái hàm BV. BV function. Phương thức ạ, hàm có sẵn. BV function. BV là gì? Xây dựng sẵn. Đúng không? Function là hàm. Cái này có ý nghĩa là hàm, những cái hàm đã có sẵn ở trong JavaScript rồi, mình chỉ việc nhớ và dùng, chẳng phải làm gì thêm. Được chưa? Chỉ nhớ và dùng thôi. Thì bây giờ mình sẽ chia như sau. Mình sẽ có những cái hàm built-in về text, xử lý về text. Có những hàm built-in xử lý về array. Có những hàm built-in về math, về biểu thức toán học. Những hàm built-in xử lý về số, number. Được chưa? Đây là những cái dạng hàm built-in mà chúng ta. Nó còn nhiều lắm, nhưng mà về xử lý dữ liệu cơ bản, chúng ta có bốn loại chính như thế này. Thì chúng ta tìm nó ở đâu, xử lý ra sao? Ở đây chúng ta ra vào search ở trong Google ấy, JavaScript built-in built-in function. Nó sẽ có cái bọn WPA School JavaScript Global Built-in. Chúng ta sẽ có những cái hàm built-in về kéo dưới tí nhé. Để tìm coi nào. Hàm về array này. Đây là hàm này. Array method. Chờ tí, để tìm. JavaScript này. Kéo dịch kéo trình duyệt ra tí. Mình chưa nhìn nó chưa hết cái góc bên trái này. Rồi. Trang ở dưới nó nhiều hơn với các bạn. Trang nào? Cái máy cạnh. Tutorial coi. Không, tôi dùng quen thằng này nhé. Như nhau thì mà. Để tìm nhé. Đầu tiên là string method này. Đây. Các bạn ghi vào nhá, tôi sẽ dịch cho các bạn. Nó sẽ có những cái hàm sau để xử lý về string này. String là chuỗi đúng không? Để lấy độ dài chuỗi thì chúng ta có string.length. Tức là cái text của chúng ta bằng số lượng ký tự này nhé. Đúng không? Sau đó chúng ta sẽ có cái số lượng. Lấy cái số lượng có nghĩa là độ dài chuỗi bao nhiêu ký tự ấy, thì chúng ta sẽ có là cái tên biến đại diện cho cái chuỗi này, .length. Thì đấy là ra độ dài. Tìm kiếm ở trong một chuỗi. Được chưa? Cái tìm kiếm này nó hơi đặc biệt. Các bạn lưu ý. Đây. Trong chuỗi này chúng ta có một cái chuỗi là str bằng please locate where locate occur, đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta có post bằng str.index of là vị trí của cái từ locate này ở đâu, đúng chưa? Thì chúng ta xem nó output ra là số 7. Vì sao là số 7? Chúng ta coi đếm nhá. Đây là vị trí số mấy ở trong chuỗi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mấy? 7. Chính xác chưa? Nó tìm được cái từ locate này ở vị trí số 7. Được chưa? Xong chưa nhỉ? Tí nữa chúng ta sẽ có bài toán tìm chuỗi. Tiếp theo này. Bây giờ chúng ta thêm một cái chữ S ở đầu này. Cái ký tự này có tồn tại không? Cái chuỗi này có tồn tại trong cái chuỗi trên không? Không. Không đúng không? Chạy. Nó bằng bao nhiêu? Đây này. Trừ 1. Không phải là 4. Không phải. Trừ 1. Tức là
nếu tìm, các bạn lưu ý này, nếu tìm thấy cái chuỗi cần tìm ở trong cái chuỗi chuỗi gốc thì nó sẽ ra vị trí đúng không? Có thể vị trí là 0 và đổ lên trên từ 0 trở lên, đúng không? Nếu không tìm thấy, trả về giá trị là -1 thì là cái chuỗi chúng ta cần tìm không tồn tại ở chuỗi gốc. Được chưa? Mình tìm hai chuỗi trong chuỗi gốc rồi. Không. Nó chỉ lấy vị trí đầu tiên. Không tìm được. Cứ phô là trả về -1. Cứ tìm đến thằng đầu tiên là nó sẽ trả về. Được chưa? Sau đó các bạn có thể là cắt cái chuỗi đi. Cắt chuỗi đi được. Được chưa? Rồi, tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Chúng ta có hàm index of và bây giờ chúng ta có hàm ngược lại của index of là hàm last index of. Thì sao? Nãy cái chuỗi của chúng ta là tính từ đâu? Tính từ bên trái sang đúng không? Bây giờ nếu mà last index of thì chúng ta tính từ bên phải sang. Được chưa? Tính từ bên phải sang, nhưng mà các bạn để ý này, cái return của nó nhá. Cái return của nó ấy, đây tôi check cho các bạn xem này. Cái return của nó bằng bao nhiêu đây? Bằng số bao nhiêu? 21. Thì 21 nó vẫn là đếm từ đầu này lên nhá. Đếm từ đầu này, 7, đây là 7 này đúng không? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nó tính từ bên trái sang, nó quét từ bên phải sang. Nhưng mà số nó đếm vẫn là từ bên trái sang. Được chưa? Số đếm thì chỉ có một chiều thôi. Lưu ý nhá. Xong chưa? Gì đây? Trong cái biến index of và last index of này, nó nhận thêm một tham số. Nhận thêm một tham số, đó là vị trí bắt đầu đếm. Được chưa? Đây là tìm cái câu lệnh này vẫn là tìm cái từ locate này ở trong cái chuỗi này. Được chưa? Tìm cái từ locate ở trong cái chuỗi này. Nhưng bắt đầu tính từ vị trí index số 15. Xong chưa? Đó, đấy là cái index of. Cái này dùng cực kỳ nhiều. Dùng cực kỳ nhiều luôn. Để làm sao? Để kiểm tra một từ có trong chuỗi hay không. Sau đó xử lý tiếp. Cái string search mình bỏ qua đi. Slice. String.slice. Là gì? Các bạn nhìn là gì? Cắt chuỗi. Cắt từ vị trí nào đến vị trí nào và output ra thành một cái chuỗi mới. Và cái ký tự bị cắt này có bay mất đâu. Đây này, ví dụ nha, tôi str slice 73, tức là cắt cả cái từ banana này đúng không? Nhưng mà cái banana nó sẽ gắn bằng cái giá trị của rest. Tuy nhiên cái str này có bị mất cái banana không? Các bạn nghĩ thử xem có bay không? Được chưa? Đây là banana này. Từ từ. Bây giờ nhá, tôi sẽ đẩy lại cái str. Không bay. Được chưa? Nó chỉ cắt ra và tạo thành một chuỗi mới thôi. Chứ cái cũ ấy, cái chuỗi cũ không bị mà không bị ảnh hưởng gì. Được chưa? Lưu ý. Revert nó kiểu khác, kiểu xử lý khác. Được chưa? Chúng ta có thể slide ngược. Slide ngược là tính từ đây này. Đấy, các bạn đếm cho tôi nhá. 0 này, 1 2 3 4 5 6. Được chưa? 6, nhưng mà tính ngược từ bên này sang thì nó sẽ là -6. Đúng không? -6 đây này. 6 nhá, tiếp tục này. 7, 8, 9, 10, 11, 12. -6 đến -12. -12 đến -6 chứ.
đúng không? Nếu mình để xuôi thì sao? Để xuôi thì đây, để xuôi là như này. Như này là để xuôi này. Đây. Đây là để xuôi, ở trên này là để xuôi này. Chứ ông bảo là để trừ 6 trước 12 trừ 12 gì? Không, em hỏi là cái số index có đến từ bên này. Đây là để xuôi này, để xuôi nãy còn gì nữa. Đúng không? Rồi để coi nào. Substring. Substring thì sao? Substring cũng là cắt chuỗi. Đây các bạn coi này. Cắt chuỗi đây, cắt 7-13 cũng là ra ra banana đúng không? Nhưng bây giờ tôi str. Các bạn coi. Vẫn còn à? Ủa. Thằng substring này khác mẹ rồi cái thằng kia. Substring và slide giống nhau à? Không, tôi nghĩ là khác đấy. Không, cái này khác đấy. Kết quả khác đấy. Cách thực thi khác, các bạn để ý này. Cái cái này không nhận số âm. Cái substring này chỉ là nó giống hệt như cái slide kia nhưng nó không nhận số âm. Tức là nó chỉ trái có phải thôi. Chỉ trừ từ trái có phải thôi. Chứ nó không nhận số âm ngược lại. Thế thì dùng cái slide nhỉ hơn. Ừ, nếu mà dùng quen thì dùng thằng kia hơn. Được chưa? Tiếp theo là sub str. Thằng này dùng cái khác này. Output giống nhau nhá. Như các bạn để ý này, nó cắt từ vị trí index số 7 và cắt về sau 6 ký tự. Được chưa? Cắt từ vị trí số 7 và đếm 6 ký tự tiếp theo thì cắt. Xong chưa? Cái trên là substring à? Đây, cái trên là substring, cái này là sub str. Ở sao lại ra cái nhau nhỉ? Cắt từ vị trí số 7. Cắt 6 ký tự tiếp theo. Xong chưa? Replace string. Yên tâm làm xong cái này tôi sẽ có một mớ bài tập cho các bạn. Đến lúc đấy ngồi làm đến chết luôn. Replace string là sao? Thay thế. Đây nhá. Microsoft please revisit Microsoft này. Thành W3 school đúng không? Đây thì chúng ta có như sau. str bằng cái inhtml, nó là cái đoạn này đúng không? Là please visit Microsoft này. Tiếp theo txt bằng substring chấm replace từ Microsoft trở thành W3 school. Được chưa? Sau đó là tôi hiển thị ra cái txt. Được chưa? Txt là biến mới nhé. Biến này là kết quả của cái str chấm replace. Nhớ nhá, biến này là kết quả của str chấm replace. Thì nó sẽ là trở thành là thay thế Microsoft bằng W3 school. Nhưng bây giờ tôi hiển thị cái str ra thì str vẫn giữ nguyên giá trị, chẳng ảnh hưởng gì cả. Đúng không? Được chưa? Str không thay đổi giá trị, chỉ thay đổi giá trị của thằng này thôi. Được chưa? Cái biến này cũng dùng nhiều, và cái hàm này cũng dùng nhiều, hàm replace này dùng nhiều. Regular expression thì bỏ qua đi. Rồi, cái hàm replace này nó sẽ bắt giống nó bắt là case sensitive nhá. Case sensitive là phân biệt hoa thường. Được chưa? Phân biệt chữ hoa chữ thường. Thì nếu mà các bạn viết chữ Microsoft to vào đây thì nó sẽ không thay đổi gì cả. Bởi vì cái từ Microsoft to này nó không tồn tại trong cái chuỗi ở trên. Được chưa? Nó cân nhận case sensitive. Chuyển từ chữ hoa về chữ thường và chữ thường về chữ hoa. Thì chúng ta có cái đoạn như sau. Txt1.toLowerCase toUpperCase. toUpperCase là chuyển thành chữ hoa hết. Được chưa? toLowerCase là chuyển về chữ thường hết. Được chưa?
Rồi. Ủa, không có capitalize. Ồ, chắc không có. Tiếp theo là hàm concat. Hàm này học SQL rất là quen thuộc. Là hàm nối hai chuỗi với nhau và phân cách nhau bởi một ký tự do mình tự đặt ra. Thì mình có hàm concat. Được chưa? Ở đây tôi có là take bằng hello này, won này, tương đương với lại take bằng hello chấm concat dấu cách và chữ won. Được chưa? Tức là nó nối cái chuỗi hello với cái chuỗi won, và hai chuỗi này sẽ được ngăn cách nhau bởi một dấu cách. Vậy thôi. Cái trả ớt này không mấy khi dùng, bỏ qua đi. Convert string. Đây, chúng ta có thể chuyển string sang array. Chuyển string sang array thì nó là sử dụng hàm split. Split. Được chưa? Chia. Hàm chia. Hàm split. Thì đây các bạn xem. Mất mạng à? Xem có mạng không chú ý? À đây không? Đây nhá, mình có str này, có a, b, c, d, e, f đúng không? Xong mình split này. Nó ra mạng arr ở vị trí số 0 là chữ a đúng không? Được chưa? Thì là nó sẽ chuyển cái chuỗi này, cắt theo dấu phẩy, trở thành cái mảng A. Thì phần tử đầu tiên là A, phần tử thứ hai là B, phần tử thứ ba là C, phần tử thứ tư là D, E, F. Được chưa? Thì đấy là cái hàm split. Hàm này dùng cũng nhiều. Hàm này dùng nhiều ấy nhá. Được chưa? Xong. Rồi, vậy thôi. Bằng đấy cái hàm đã. Sẽ còn nữa nhưng mà từ từ. Còn nhiều hàm lắm. Yên tâm. Còn nhiều hàm lắm. Rồi bây giờ các bạn làm cho tôi bài tập này. Dùng bài tập nhá. Biết có cần thời gian ôn lại những cái kia không? Các bạn nên làm ví dụ lại cái mới đấy một lần để cho nó quen. Hoặc là ít nhất là nốt ra, sau này còn nhớ được là nó có cái gì, sau đó chúng ta search tiếp, chứ không là quên hết đấy. Đấy, bởi vì nó rất là nhiều. Bây giờ chúng ta luyện cho tôi cái bài này. Bài này là bài số mấy nhỉ? Để tôi sẽ sang phần tạo một cái file mới tên là file str.html. Chúng ta sẽ có bài 1. Bài 1. Nhập ký tự, nhập một chuỗi bằng from, sau đó đếm xem trong chuỗi có bao nhiêu chữ cái, trong chuỗi có bao nhiêu từ. Chúng ta đang kêu trên Z đây này. Đây có hai ý nhá các bạn nhá. Vừa hiển thị chữ cái. Chữ cái nó không bao giờ dùng, nó không bao giờ dùng gồm dấu cách đâu. Đúng không? Một là kiểm tra xem có bao nhiêu chữ cái. Hai là kiểm tra xem có bao nhiêu từ. Các từ cách nhau bằng cái gì? Dấu cách hoặc dấu phẩy. Hoặc dấu chấm. Được chưa? Nghĩ bắt đầu khó lên rồi đấy. Làm dần từ từ đã, cứ bình tĩnh ạ. Có gì? Quá dễ luôn. Mình coi nó nhẹ nhàng thì như nào mà có dễ dàng. Sai số rồi à, cái nhẹ nhàng đi. Chẳng hiểu. Chẳng rõ. Đi họp. Đi họp đây. Mấy giờ bác đây? Có ít người để sang phần. Cái gì anh? Anh sang phần. Anh Trọng lại không đi rồi. Gọi lên là nó lên này. Gọi sang là nó sang này.
thưa, dấu phẩy, dấu chấm, khoảng trắng thì nó là một từ đúng không? Dấu hai chấm, dấu than, các kiểu dấu hỏi vào thì mình cũng dùng hoặc thôi. Hoặc hết vào bài rồi, bài đi, có nhiều điều kiện. Một trong các cái đấy là nó làm từ còn và. Và như thế là có thể cách còn cả ba và chấm cả thể này và là phải tất cả các điều kiện đủ đúng không? Cái này là một tất cả. Nhưng mà cái chuỗi này cơ mà. Cái chuỗi nó có những từ mà những từ đấy như là nó chấm phẩy đang tỉnh. Nhưng mà là cái nào nó thỏa mãn một trong ba là được. Thôi vậy nhá. Mình xét từng từ một đúng không? Nếu không dùng và ấy, thì thôi nó sẽ là A cách chấm phẩy B nó mới là sau nuôi A đâu từ trong chỗ nó có bao nhiêu chữ cái có bao nhiêu chữ cái chữ cái đấy không phải chữ đâu. A B C đấy gì? Trong chuỗi có bao nhiêu từ? À. Bao nhiêu chữ cái thì đúng rồi gọi. Tôi vừa gọi đi, tôi gửi xuất. Tôi đang một ngủ. Lô lên mà học thì học, tai thì biết. Hiểu thế nào? Mỗi tội nhiều tiền. Một giáo cả nhà có 5 lít nhiều cả mà lại 5 mới được cái lương thế hôm nay có hai trái tim vàng được cháy rồi không phải nói là hôm nay Tùng đi đá buổi sáng thấy tích tượng ở phía đông có hai quả tim vàng đang được cháy con kẹt sáng ngủ dậy một cái dọn một đống phòng xong đi tắm đi ăn sáng thì sáng nếu sáng như mặt trời ở đâu tỉnh ra là cái gì nhỉ? Bây giờ đã chuyển hè sang thu. Sang khi chưa làm? Mở cửa trong ngõ đấy. Sang khi làm bài phải tập trung thì rất là ngầu. Cùng ngầu voi. Racing voi. Rất là ngầu. Mà rất là men. Yêu thế. Tùng lại dùng nhậm. Sao xuyên. Tùng bắt đầu cảm thấy cuộc đời nó đang sống hơn chẳng hạn. Trời ơi, đừng xem nhưng nữa. Nhưng biển, hôm qua dặn như vừa. Nhưng mà tưởng Hằng Châu nó không đi. Hôm qua trong công ty bảo là sáng 8 giờ học rồi. Chắc là bằng gì? Hoặc đang ở xa. Nhưng đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Chưa còn xong rồi hả châu? Xong rồi, mình đã nghỉ tiếp. Mình tưởng xong rồi, không phải chơi con. Mình cơ bản, em biết làm. Tôi thấy cái này nó cũng đơn giản lắm, bất đội không hiểu gì thôi. Đơn giản, bất đội em biết làm. Nhìn thì nó đơn giản thôi, nhưng mà mình nhập một chỗ bằng con rồi. Con. Châu đừng có nói lái của mình đã sợ lắm. Sau đó xem trong chuỗi có bao nhiêu chữ cái. Ồ. Thank you.
Dùng paten là xong. Thank you.
đi mẹ anh xuống. Không tao gì cả tôi. Tao gọn rồi, không giữ được. Đi đâu ấy? Hả? À, đang bảo, nếu không thể ra ngoài bảo tuần sau thì ăn. Ừ, nhưng mà đưa cái đấy nhỉ? Ờ, tí. Để tí nữa thầy lấy tiền hả? Sao vậy? Hả? Thầy trả tiền. Thầy trả tiền gì? Ừ, thầy chưa tuần nào cũng đẹp đấy nào đấy à tuần nào cũng đẹp rồi ok tôi ra đây chứ tôi đi cầm lấy một chút à à đứa à ra con đâu thầy cứ để cửa sổ đi em vậy. Xong chưa? Chưa? Có tính số không thầy? Có tính số không? Tính chữ số cái vừa nãy thầy bảo là vào một chuỗi trong quá nhiều chữ cái trong chuỗi thì có tính số hay ký tự đặc biệt không? Cái là chữ số khác nhau mà không tính số và chữ cái đặc biệt à? Không, tính chữ cái số cũng là một từ đặc biệt, số cũng là một ký tự. Tính chữ cái số cũng là một ký tự. Như là thầy. Ví dụ A5X chẳng hạn. Vâng. 5 cũng là một ký tự, cũng phải đếm vào. 5 cũng là không tính số vậy ạ? Ừ. Đừng đấy mấy cái expression này, bỏ đi. Vâng. Chỉ đếm như bình thường thôi. Nghĩ đi, không phải search xếp còn gì cả, nghĩ một cốt. Có tính ký tự đặc biệt không? Ừ, không tính hết ở nhập tính hết rồi không tính hết cứ là ký tự thì tính à, vâng. Không tính dấu cách thôi ạ à? Không tính dấu cách thôi hỏi toàn hỏi mấy cái linh tinh có bao nhiêu chữ cái ừ. Nghĩa là nếu mà nó có lặp nhau đi nữa cũng tính à thì bỏ hết mấy cái rau dưa thì chấm cách đi rồi sao?
mình đến lại vào cửa này các bạn. Rào. Phí năm chí, biết về. Phí thì chí. Em tao xuống. Là chí không tẩy. Không biết. Chí là cái gì? Là cái chỗ bên liền, phí năm chí. Là có 9 số thì... Chín số là chín số này. Ờ, đúng rồi. Số từ đâu? Dạ. Số từ đâu? Số từ trong đó có bao nhiêu từ thả chưa từ ra. Em đang làm đến số đó. Số từ khó hơn. Số từ dễ hơn. Trong đó có bao nhiêu từ? Số từ thì cái gì? Split ạ. Replace cái dấu cách đi trở thành ký tự trống. Xong lấy độ dài của cái chuỗi nguyên bản trừ đi cái số độ dài của chuỗi sau khi replace thì là có bao nhiêu dấu cách thì bằng đến từ đúng không? Ồ. Những cái từ làm cuối nó không có dấu cách. Ờ, sao? Ông lấy tính vào nhá. Đây nhá, thử nhá. Không biết là có chuẩn không nhưng mà đấy cũng là một cách, ví dụ phí văn trí đúng không? Ở đây có mấy dấu cách? Hai dấu cách đúng không? Độ dài của đây có mấy, tổng độ dài ấy, len ấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 đúng không? 11 trừ đi hai dấu cách này bằng mấy? Bằng 9. À quên nhầm. Bằng 9 thì làm ra bằng hai dấu cách đúng không? Như vậy thì nó sẽ bằng cái len nhân len trừ đi replace len đúng không? Bằng x nhá. Yeah. Số từ sẽ bằng x cộng 1 đúng không? Đúng chưa? Chúng ta chưa tính trường hợp đặc biệt là đằng trước có dấu cách, đằng sau có dấu cách thì đấy tính sau. Hoặc là split cũng được, dùng split cũng được. Dùng split dựa vào cắt cái chuỗi này thành gì? Thành mảng đúng không? Cắt dựa theo dấu cách thì trong cái mảng đấy có bao nhiêu phần tử thì đấy chính là số tử. Đây. Cái gì đấy? Em hỏi có bao nhiêu từ mà. Từ là như thế nào? Có những từ nào? À bao nhiêu từ thì em vừa đến được 9 từ còn gì. Em biết hiển thị cái gì ra đây? 9 chữ cái. À, 9 chữ cái. À, mấy từ. Từ. À, được. Tùng ngấy. Nháp ra, mày không nháp, mày không bao giờ mày làm được cái gì cả. Cho một cái chuỗi bất kỳ đi. Chỉ khó mà nghĩ vào. Ở đây bắt đầu nhiều rồi thì là phải lựa chọn ở trong cái mớ cái xem mình dùng cái nào thì được. Làm TH GHT là GTH. Em vừa biết là dưới đúng nên sao lại biết sai. Đúng chưa? Cái này là biết rồi thì phải vận dụng được.
thầy bảo lọc. Vừa nãy thầy hỏi thì em đang nghĩ đến cái bài toán là lọc ký tự cơ, lọc chữ cái chỉ bao gồm chữ cái ABC thì làm số là cái gì? Cái gì? Cái đấy phải dùng expression. Cái này khoai quá thể ơi. Cái gì mà khoai? Bởi vì cái này nó có... Tôi có bắt công làm không? À không, em đang hỏi thêm ạ. Làm sao? Bây giờ mình muốn làm ký ký tự chữ cái mà chữ cái Việt Nam thì gồm cả các kiểu đấy thì nó có lọc. Phải có hàm replace lọc. Mình phải tự tạo ra một cái thư viện để lọc vào trong đấy. Người ta làm đầy đây. Có thứ khóa thì không. Điều kiện là mới chỉ thấy nhau rồi tách rồi. Trong cái viết viết này mình có thể chèn cái expression vào được. Được. Cái expression này dùng khi nào ạ? Dùng để check từ. Xem là cái từ đấy nó có map với điều kiện của mình không? Có phải. Ông cứ làm cái dễ trước đi đã. Làm mấy cái đấy gì cho nhức đầu. Vẽ chuyện ít thôi. Tập trung vào việc của mình đã. Em đang làm. Đến đâu rồi? Em khai báo được phân xử. Đừng trôn. Nào quá. Học hết phần này thì mình mới được tương tác với giao diện. Nên là không học nhanh thì là còn phần còn lâu. Nhìn ra chán quá. Kiểu nó cứ đang đơ đơ, nó chả thể hình dung được cái gì đấy. Đau đầu. Vừa nãy thì ông cứ hiểu là cái người cái hàm thầy cho một đêm không ngủ, ông không nghĩ được cái gì. Chúng ta nó chơi đêm vậy. Chơi cái gì? Zip lắm. Ở đây mày chơi cái gì? Tìm hiểu. Tìm hiểu cái gì? Quẩy headline với các bạn. Ờ, đến thì được. 3 giờ đi ngủ nó hét to quá, không ngủ luôn. Em lại phải chơi. Lại phải nằm đắp chăn kín lên. Không ngủ. Được.
Split luôn. Tôi bảo không, rồi không phải nhát ra, làm biết là mình tư duy chưa tốt thì phải nhát ra, bước 1 làm cái gì, bước 2 làm cái gì. Cứ thấy dùng cắm đầu vào cái lá. Mà thầy ơi, thầy con chồng em không biết nhát vào bước 1 mình làm gì. Ví dụ nhá, bước 1 này, bước 1 là đếm số từ đúng không? Đếm số từ mình để làm sao đạt được cái đếm số từ đấy. Thì mình dựa vào những cái hàm cái mình có, thì mình tiến hành là gì? For x. For x yeah. Tạo một vòng lặp. Vòng lặp chạy qua từng phần tử của chuỗi. Đúng chưa? Cái chuỗi để kiểm tra phần tử đấy có phải là bằng dấu cách không? Nếu mà bằng dấu cách thì bỏ qua. Nếu mà khác dấu cách thì cộng với một cái biến cao ở phía ngoài lên một giá trị nữa. Đúng không? Đấy là cách thứ nhất, cách dễ nhất. Cách thứ hai là gì? Đếm ký tự thì cực kỳ dễ. Loại bỏ tất cả các dấu cách đi. Lấy cái len trước trừ cái len à đấy nhá. Chúng ta có cái hàm replace đúng không? Đúng chưa? Có hàm replace rồi, đây tôi để cho ông xem. Đây cái hàm replace này đúng không? Microsoft này. Rồi. Đây please visit Microsoft and Microsoft đúng không? Đúng. Rồi bây giờ mình replace có cái biến text bằng string replace cái dấu cách trở thành ký tự trống. Được chưa? Xong bây giờ nó thành cái gì? Try này. Bỏ hết dấu cách chưa? Hình như chưa. Chưa thì bỏ một lần thôi. Bỏ một lần nha. Mẹ bọn này bệnh nhỉ. Nói em thấy nó sai sai. Bọn JavaScript này hơi bị ngu ấy. Từ chờ đi. Nó bỏ một lần, còn thấy một lần là có cách khác. Cái gì? Anh Tùng nó kho đây. Mày nhầm ý vừa. Công ông thằng Chí này toàn nghĩ ra những cái cách nó khả thi nhưng mà nó không triệt để. Cách của ông làm cực kỳ nông dân luôn đấy. Thật đấy, nghĩ làm sao làm cho nó triệt để, dùng nó dễ thôi. Chứ còn dùng kiểu đấy thì một là code nó khổ, hai nó lại quay trở lại cái một rồi còn nói gì. Đúng không? JavaScript remove all space. Đấy, split với joy á. From string. From thì chả đúng cái cách đấy, nhưng mà các bạn đã học roi đâu, roi nó in ra là bảng rồi, roi in ra phần tử rồi, chắc thì cái này là regex rồi, nào đã để học cái cách đâu. Nó toàn dùng regex thôi. Đây nó có cách là split với join thôi. Thế thôi dùng for. Bắt buộc phải dùng for thôi. Dùng for kiểm tra ký tự, nếu ký tự bằng rộng thì không đếm, mà ký tự mà khác rộng thì đếm vào. Vậy đó. À khác khoảng trắng, khác dấu cách thì đếm vào. Mày đã nháp ra chưa thằng kia? Viết ra, viết cho nó thành thói quen đi. Đào nữa. Đào. Nháp ra. Xong thì em mới làm được. Chưa đến cái trình độ mà ngồi chỉ nhìn không mà cốt được đâu. Chưa, từ từ. Tôi ngày xưa cũng phải nháp mà. Tôi nháp tốn giấy lắm. Ví dụ nháp thì như này. Rồi, dạy tiếng Nga. Còn cái roi này thì dùng cắt theo mảng roi mà nhanh. À, cái nói ít thôi. Có thấy người ta đang tập trung không? Có. Có mà còn chen mồm vào. Không phải việc của mình thì im đi.
một này nhập mã nhập chuỗi thì mình phải có code để nhập chuỗi, được chưa? Hai là tạo vòng lặp qua từng phần tử của chuỗi, được chưa? Ba kiểm tra nếu ký tự đang xét bằng dấu, bằng string, bằng dấu test thì chúng ta sẽ có một cái biến 2.5 ở đây, về nhập cái biến một cái đoạn 1.5 ở đây này, chúng ta sẽ có một cái hàm cao ở cái biến cao bằng 0. Đây sẽ là cái biến đến số phần tử, đúng chưa? Thì nếu mà ký tự bằng dấu thì bỏ qua, nếu ký tự khác string khác dấu cách thì cái biến cao kia cộng lên, xong chưa? Còn biến đổi như nào thì chúng ta cuối cùng là 4 hiển thị cái cao. Đấy, lần theo những cái bước này mà làm thôi. Thử nghĩ cho nó dễ hơn không ạ? Thằng Chí rảnh thì ngồi đọc hết cho tôi tất cả các hàm liên quan đến mạng. Hiểu ấy. Tìm cái gì? Cái một tay gõ năm bàn em làm hai được. Thưa nhá, em nhập cái chuỗi là Kiên Giang nhé. Enter này. Thì chuỗi này nó có hai từ và có 8 chữ cái. Đúng rồi. Em biết như này. Đó. Đây, 3 từ. Cũng được, cái này cũng được. Đâu, cái nào đấy? Alem chữ A sở có đi. Trần Lem. Đúng. Chẳng có gì sai. Thế mà gò đầu bước tay xong rồi thì đọc cho tôi tất cả các cái hàm liên quan đến mạng hàm BB, sau đó sẽ có bài tập cho chúng ta để kiếm mới về nhà người nào, phải làm hết nhá. Đứa nào không làm hết thì cứ một bài là 5.000 nhân lên. Thế cho bài tập về nhà. Bài tập để buổi sau chữa. Coi như là bài tập về nhà đi. Mà đi chạy rồi đang kiếm tiền một bài tập. Ừ, hợp lý đấy. Chạy Grab thì không cần gì học code. Thì con Grab, con xe của mày không được đăng ký Grab đâu. Lấy xe khác với cả bằng lái xe của người khác. Không đủ tiêu chuẩn để cạnh tranh. Đợt chưa thì vào. Đợt bảo thi cùng. Đấy, làm đi. Biết lái đâu.
Cái đâu nó có nhận chữ tiếng Việt không? Nó nhận chữ tiếng Việt không? Phí văn chí nó có đến văn chí không? À, có hay không thôi? Có, không có đúng không? Thế ông còn định làm cái kia không để gì? Còn định làm chữ tiếng Việt để gì? Mày đang xem Array đi thanh niên để tạo và tạo lại bài đúng bài. Cáo cần đi ạ, đầu vào được mai đi. Đi bỏ qua. Và mọi người bao giờ đào cái này cùng sau thì thấy trâu không chưa? Còn trâu nữa cơ. Đến tầm này là cái tầm logic này. Trước là tư duy sắp xếp, còn bây giờ là tư duy logic này. Em ngu thì phải luyện, không ngu thì luyện làm gì?
Xong chưa? Đến đâu rồi? Đến bước thứ mấy rồi? Đến qua vòng lặp rồi. Ông cứ vào vòng lặp ông hiển thì tất cả các phần tử thì đã. Ông hiển thì con solo tất cả phần tử ra đã xong rồi tính tiếp. Để tính rất là ít gì ít. Xong chưa? Sao? Sao gì thế? Cái gì? Ít thôi. Nào. Nào xem này. Xem này. Chữa này. Và txt bằng from nhập tên, nhập ký tự, nhập chuỗi. Đầu tiên mình cứ console log ra cái txt đã. Làm đầu test này. Test luôn, chạy luôn. Làm mỗi bước xong rồi mình test luôn. Đúng rồi, làm đầu test đấy. Ra text rồi đúng không? Rồi. Đây xong bước 1. Mình tạo một cái biến cao nữa. Bằng 0. Được chưa? Dùng vòng for. Cùng vòng for và y bằng 0, y nhỏ hơn txt.len y cộng cộng. Được chưa? Console log ra cái txt ở vị trí thứ y. Thằng kia là gì Tùng nhỉ? Đào Tố Tùng. Cái gì? Đào Tố Tùng. Đào Tố Tùng. Tố? Dạ. Tố. Sao dị vậy? Đào Tố Tùng. Sao lại dị vậy? Được chưa? Đào Tố Tùng. Vâng. Được chưa? Xong. Bây giờ if txt ở vị trí thứ y mà khác với ký tự
dấu cách. Thì sao? Cái biến cao kia cộng cộng. Hết vòng lặp. Tiến hành document.write chuỗi có bao nhiêu? Có bao nhiêu? Đô la cao ký tự và chữ cái. Đào Tố Tùng đếm bao nhiêu? 3, 2, 4 đồng mấy? 9. 9 đúng chưa? Rồi bây giờ sao? Sao nữa? Lại đúng cái công thức ban đầu rồi. Đúng công thức ban đầu rồi. Đây là space và y space cao bằng 0 đúng không? Thế nếu mà nó bằng rộng thì mình cộng cho cái cao này, else thì mình cộng cho cái cao kia đúng không? Y space cao cộng cộng đúng chưa? Chuỗi có bằng này chữ cái và cái gì? Đô la y space cao cộng 1 từ Đào Tố Tùng nhá. Mấy? 93 đúng không? Phan Anh Châu Bò đúng chưa? Đấy, có bằng đấy dòng thôi đúng không? Bước 1 này, tôi nốt lại này. Bước 1 là thu thập nhập chuỗi nhá. Nhập chuỗi. Bước 2 tạo biến đếm này. Bước 3 là tạo vòng lặp này. Bước 4 nếu ký tự được set bằng khoảng trắng khác khoảng trắng khác dấu cách nhé. Khoác dấu cách thì biến cao cộng cộng này 5 nếu ký tự được set bằng khoảng cách bằng dấu cách thì y space cộng cộng này. Bước 6 hiển thị này. Đây có gì gọi là cao siêu đâu. Xong chưa? Toàn dùng những cái thứ mình biết rồi. Được chưa? Về các bạn sẽ phải tìm hiểu cho tôi cái này nhá, cái mớ này nhá. Bài 1 đếm bao nhiêu khoảng trắng trong chuỗi, nhập một chuỗi loại bỏ khoảng trắng thừa trong chuỗi, nhập vào hai chuỗi S1 và S2 nối chuỗi S1 S2 xuất chuỗi ra màn hình, đổi tất cả cái chuỗi các ký tự trong chuỗi thành chữ thường không dùng hàm string. Cái này chúng ta bỏ cái này đi nhá. Dùng cái gì thì dùng thôi. Được chưa? Đấy, đọc hết một lượt. Làm được bao nhiêu bài thì làm, ít nhất một người phải làm được cho tôi 5 bài. Nha. Một người ít nhất phải làm cho tôi 5 bài thì buổi sau đấy chúng ta luyện tập. Dạ. Trong trang này có dưới là cái gì? Dưới là lời giải. Giải như nó có đồng sinh cộng cộng. Đúng tương tự. Nếu mà thấy tương tự thì cứ dùng. Mà thấy tôi biết gì. Nha. Vâng. Đấy.